Đó
thấu. Xem qua em hậu cuốn của mình nhạo dân lên quận cuốn lệnh bà. Đó, bắt đầu của mình nhạo nhúc lên trời nhúc xuống. Để cầu nguyện cho bà có cô bán nó lại nơi đây. Mà năm nay đất của lợi nhiều tiền.
mà mấy năm rồi ai trong gia đình mình nó mà mình lụng nó cũng vợ vô đây để có bắt đầu gia đình mình yên ấm rồi đó. Bà con của bác ơi, một năm chỉ có một lần, hôm nay là 2010 đó. Ở ngoài nước hả năm cũng cúng lịch bà chú sư quy vô dạ, cảm ơn chị. Đó mà mấy năm rồi ai còn làm ăn thô lỗ mà thiếu trước lợi hụt sao, nó không được như ý mình mong muốn, nó cũng vậy. Đó bà con bác ơi, đất thời đất thế như I'm
thường ông đời nghỉ tay trước đi, ông đầu cái tâm sự bên quyền. Đó người ta nó không có chi làm thảo đi, ông bà không có bác đi đám đình đám miễu là đám cưới đám hội đám dỗ gì cũng có hai cái có mặt bàn tròn, mà hôm nay cô bóc đem cái mặt bàn tròn này ra là nó có ý nghĩa như vậy nè bà con cô bác. Đó, đang múa dân lên người ta nói đi thì phải có cặp có đôi, mà múa hai cái mặt bàn tròn này đang cho bà con cô bác làm ăn cho nó được tròn trịa năm nay. Đó, mà được cái chữ mắng mai nhờ ông cho ông bà từ bi thời gia hộ, độ trì trong bà con cô bác, độ cho trẻ bắt người nam trai tặng rì duyên gái sợ mà dù đi duyên ai lỡ dở. Đó cô bác cũng cầu chúc cho được chữ mặn nồng. Đó mà cầu chúc cho anh hai chị ba mình ở tại nơi đây được giữ giàu sang công thành thời danh tội trước là cô bác cũng cầu chúc cho trong ban cột hội miễu bà ngã năm năm nay cho cũng được quy hoàng rực rỡ nhờ ông ra được bà từ bi gia hộ độ trì cho ông hội trưởng hội phó ông thư ký ở đây nhờ bà cũng từ bi gia hộ độ trì cho mấy ông ở đây được làm ăn sang giàu vững chắc độ cho gia đình gia đạo trai gái trong cửa trong nhà được bình yên no cơm thờ ấm áo. Này mẹ ơi là trời ơi, chúng ta đã đá bắt tới bị hồ đó đèn. Đó còn em thấp thấy bị hai cái bàn tò nó đè nhẹp xuôi tay. Chị ba ngồi cười hoài chỉ thưởng cho hai cái bàn bàn tò này. Đó năm nay gia đình gia đạo được giữ bình yên nó bình hòa đủ cho bà. Thank you.
đến sự thương lớn đỡ ta thật lớn à dỡ ta ơi đỡ thì sức có bệnh có nhiều chúng ta mà biết đâu đó bây giờ tới
em Hậu sẽ đảm trách nhiệm cái xe đạp này để cầu nguyện cho bà con cô bác đạp tài đạp lộc và đạp ngọc làm nhà nó, mà cũng đạp cái tống xa cái tam tai thời mộc ấp nó đập cái sao đó bà con cô bác ơi. Này mẹ ơi, đó bà con cô bác ơi, cái chiếc xe đạp này nó nặng nề lắm, nó mà em Hậu nhỏ xíu nhỏ xíu để đảm trách nhiệm múa dân lên phụng cúng lệnh bà, nó để cầu nguyện cho bà con cô bác đó, năm nay á múa dân lên phụng cúng lệnh bà để đạp tài thời đạp ngọc mà đạp ngọc đời mà đạp nhà đó, mà năm nay ai tuổi dần tuổi ngọ tuổi tân đó, mà mấy năm rồi ai còn sầu còn khổ còn người còn bận bắp xây qua chị áo đen để thưởng cho các em Hậu để cầu nguyện cho chị về nhà bình yên thời vô sự. Các chị ơi, một đồng tiền tấm bằng 10 đồng tiền thưởng, nó để thưởng dân lên cái chiếc xe đạp này để đạp tài đạp đồng cho chị, đạp tay đạp nạn cho chị mà tay qua thời nạn khỏi tật bệnh lợi. Còn năm mới chỉ có một lần mà con có bác ơi, còn nữa